mua của người chán, bán cho người cần, rồi người gặp khó khăn, buộc phải bán nhà đất, nhà vườn, tài sản, các vấn đề, các tài sản có số tiền lớn. À, tiếp tục công việc hôm nay, chúng sẽ dẫn anh chị mình tham quan một khu vườn sầu riêng và chủ cũng đang giao bán khu vườn sầu riêng này tại xã Sông Nhạn của huyện cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Chúng đang ở ngay trong vườn đây. Tổng diện tích của vườn sầu riêng này thì chỉ có 3.499m2. Chúng cứ nói chẵn là 3.500m cho dễ nhé. Vườn sầu riêng này thì họ trồng sen canh. Có những cây thì cũng phải 10 năm tuổi rồi. Có những cây thì mới 3-4 năm thôi. Sầu riêng trôm trôm. Chỗ này thì rất là gần sân bay Long Thành anh chị. Bây giờ chúng sẽ giới thiệu ngay đi từ ngoài này vào này. Chào anh chị nhé, chào anh chị quay trở lại kênh Trung Đỗ chuyên nhà đất Đồng Nai. Thì đây là cái phần đường phía trước anh chị, đường này rộng 5m, nhìn chung là cũng tương đối rộng 5m, xe hơi, xe tải ra vào thoải mái luôn nhé. Đây, đường này hơi quanh cho Thẳng tay trung chỉ này đi khoảng một cây số, các tới không tới một cây đâu, là ra tới đường DT769, À, chỗ đấy là thuộc xã lộ 25 nhé. Ngay chỗ nhà thờ giáo sứ Minh Tín đó, cuối video chúng sẽ chèn hình ảnh like cam anh chị sẽ thấy. Và cái hướng đi vào đây thì đi vào khoảng độ 300 m nữa là hết đường nha. Đây cuối đường là cái cổng nhà người ta, đi này là đường cụt rồi. Đường này thì đường đổ đá mi, xe tả đi vào thoải mái. mảnh vườn của mình đây. Góc uh, ngang theo mặt đường này này là được 30,7 m nha anh chị. 30,7 m kéo dài vào 102 m tổng diện tích là 3.500 m2 đất trồng cây lâu năm đã phía trước này thì đã có rào lưới B40 cắm cọc danh mốc rõ ràng rồi nha anh chị trong vườn thì chủ họ đang khó khăn họ không có thời gian nên là cỏ hơi um tùm một xíu với lại nữa là đang là mùa mưa đó anh chị nên là cỏ nhà lên rất là nhanh có sầu riêng này cây này, sầu ví dụ như cây sầu riêng này thì là phải tầm 10 năm tuổi rồi đó cho trái hết rồi nha do bây giờ là hết mùa sầu riêng rồi đó nên còn cái cây không à cỏ tương đối là tốt vườn này tương đối là vuông vức nha anh chị ngang 30 10,7 m dài vào 102 m và à, cái giá chủ đang chào là 800 triệu một xào thì nhân lên là khoảng độ 3824 với 500 m 400 triệu nữa là khoảng 2 tỷ 8 nha anh chị. 2 tỷ 8 với cái giá khu vực này thì cũng không phải là đắt. Gần với sân bay mà anh chị. Đây, cây sầu riêng này. Rất là tốt nha anh chị. Người ta làm cành, làm tán này. Cái này là những cái dấu mùa có trái ấy. Người ta phải căng cái dây này lại này. Để giữ trái. Giữ cho cái cành nó không bị gãy. Lúc tới mùa trái là. Là cành trái nó đu đưa đầy cành luôn nha anh chị. Chất đất khu vực này là đất đỏ ba gian trồng cây trái thì cực kỳ tốt luôn nha anh chị trồng rất là phù hợp để trồng sầu riêng đó người ta cũng đã kéo lưới rào b 40 hết rồi nói chung là danh mốc các bên đều đã rõ ràng ví dụ như bên này người ta chăm kỹ người ta làm vườn rất là sạch sẽ đẹp này nếu mà anh chị mình mua thì về làm cỏ sạch sẽ là thành vườn đẹp luôn cây vẫn còn rất là tốt nha mùa sầu riêng vừa rồi là vẫn còn trái rất là nhiều người ta vẫn thu hoạch vẫn trồng cấy bình thường có cái được khoảng một tháng hơn tháng nay là người ta không có thời gian nữa. bận bịu công việc nên là để cỏ nó mọc hơi um tù một xíu nhưng mà cỏ này thì cũng để cho nó giữ ẩm cho đất đấy anh chị trong này cây ớt ớt này là ớt chỉ thiên này cái nhỏ nhỏ lên cây cực kỳ luôn đấy chị đây cỏ hơi um tùm phía dưới này là có mấy bụi chuối nữa chúng sẽ đi hết vuông vức hết vườn luôn để cho anh chị mình à, biết rõ nhé cái này thì đất tương đối là bằng và vuông vức có điều là cỏ hơi, hơi, hơi tốt rồi này về cho thuê người ta mang máy cắt cỏ vào phát khoảng độ một ngày là xong mà mấy cắt cỏ phát rất là nhanh cây vẫn còn uh, cây sầu riêng vẫn rất là tốt nha anh chị cây nào qua đấy vẫn còn rất là khỏe và chắc chắn à. tổng thì uh, không biết được bao nhiêu cây sầu riêng một lát nữa chúng đếm sau sầu riêng này phần lớn là đều đang cho ra trái rồi tới mùa là có thu hoạch sầu riêng rồi nha anh chị chung thì không có dành uh, về các loại thồ sầu riêng nhưng mà thấy chủ bảo là cái loại sầu riêng lá nhỏ nhỏ này là sầu riêng uh, sầu riêng uh, gì à? sầu riêng thái hay sao ấy chủ cũng không biết nữa cái chủ nói vậy thôi đây phía này dưới này còn rất là nhiều này anh chị mấy cây này là đều đã cho ra trái hết rồi Này chỗ này thì có một cái lớp uh, này là lớp uh, mướp đắng rừng khổ hoa rừng đấy anh chị ở đồng nai đặc biệt là khu vực uh, À, chẳng bom hay là thống nhất của mỹ nổi tiếng với món là lẩu khổ hoa này lẩu khổ hoa rừng đây chính là cái cây khổ hoa rừng đấy anh chị trái nó nhỏ nhỏ trái nhỏ bằng ngón tay thôi và người ta lấy cái đọt để à, đọt non này nhúng lẩu cực kỳ ngon luôn nhá một lát chúng sẽ lên đây hái một vài nắm rau này luôn cái này là rau rừng nhưng mà ăn được này cái này là cây uh, lá đọt cuộn lá cây nhãn lồng đó. Ăn cái này rất là tốt đấy, Rau sạch luôn. Vườn rau sạch luôn. Đi xuống phía dưới này thì nó hơi nghiêng xuống nha anh chị. Đất chỗ này nó hơi nghiêng thôi chứ không có đáng không có dốc đáng kể, hơi nghiêng phía dưới sau phía dưới tại vì à, theo thẳng phía dưới này nữa là ra tới à, có cái suối phía sau đó anh chị. Nhưng mà đất mình thì không có giáp suối nhá. Phía sau đất của mình giáp với đất người ta sau đó khoảng độ mấy chục mét nữa thì mới tới suối. Ui, cây sầu riêng này cực kỳ tốt nhá anh chị nào mua thì nhanh chóng mua về chăm lại chăm lại cắt cỏ rồi là tiếp tục bón phân để chuẩn bị cho một mùa sầu riêng mới chăm cho cây nó chắc ấy rồi tới mùa tới nó cây nó khỏe thì ra trái mới được nhiều cái chủ này người ta đang kẹt quá rồi nên là muốn bán người ta cũng không có có chăm kỹ cũng may là bây giờ đang là mùa À, mùa mưa vẫn còn mưa nhiều nên là cây vẫn còn tốt nhá cậy lên tốt được chứ nếu mà mùa khô khoảng tháng hơn tháng hai tháng mà mình không có tưới có lẽ là cây nó sẽ chết này thì chưa có gắn pet uh, tưới tự động đâu người ta vẫn để uh, uh, không như vậy thôi để như vậy và uh, nếu mà có tưới thì uh, trước đây là người ta kéo uh, kéo lưới tưới kéo cái uh, ống tưới đó đây Của mình xuống dưới chỗ này thì Dưới này hơi trũng này anh chị À cái vườn của mình có giáp suối nhá Trung nhầm Đây này Phía cuối này là Cái đoạn này thì hơi trũng Hơi dốc một xíu Một xíu thôi Chỗ này là giáp với suối này Đi thẳng ra phía sau suối cho anh chị thấy Đây Phía suối thì người ta cũng đã Rào lưới B40 hết rồi này Bên này có mấy cái cây rừng to Cây xa cừ này to lắm anh chị ơi nó nằm bên đất người ta đây, đất của mình tới đây tới cái hàng gạch này là hết này phía sau này là có cái suối nha anh chị không biết anh chị trùng nhờ cao này có thấy không đó bên đó là cái suối nước chảy trong vắt luôn anh chị mình ơi khoảng độ từ cái hàng dần lưới rào này khoảng độ 2 mét nữa thì sẽ ra lòng suối nha anh chị đó Bên này thì còn có cái dừa nữa này đấy là toàn bộ cái vườn mình vườn này về làm lại rất rất đơn giản mình có thể cái phần trũng này này phần phía sau này mình có thể móc lên làm cái ao nhỏ cho nước ở suối chảy vào luôn làm để cho nước ở suối ho nó chảy vào rồi là mình làm cái ao còn nhà vườn mình làm vườn phía kia trên kia ở đồng nai mới luật mới là từ đất nông nghiệp từ 500m trở lên là cho xây dựng rồi nha cho xây cho làm nhà trên đất nông nghiệp Ôi, đây có cây mít tổ nữ này trái quá trời luôn Ôi, có quả chín Ui, sóc nó ăn không có người đây trăm này sóc nó ăn này, anh chị mấy trái chín này là sóc nó khoét nó ăn này. sóc vừa là có thể là trồn nó có khoét nó ăn ở Đồng Nai thì mới luật mới đây thôi mới ngày 1 tháng À tháng à, tháng 10, 1 tháng 11 áp dụng là đất nông nghiệp à từ 500 m trở lên sẽ được làm nhà để à làm nhà ở, làm nhà tạm thôi nha anh chị. À cụ thể là 500 m ấy thì được xây à, từ 500 m tới à, 5000 m là được xây 25 m vuông. Từ 5000 m trở lên thì được xây à, 50 m vuông và 10 màn 10 000 m trở lên thì được xây 100 m vuông nhá. Thì tính như vậy thì cái vườn của mình chỉ xây được 25 m thôi. Làm được cái nhà tạm. Nhưng mà đất thì rộng mình làm cái 25 m thì mình xây được cái nhà phòng ở và cái cái phòng ngủ và cái phòng bếp. Phòng khách là nhỏ thôi. Còn lại thì mình có thể làm sân, ngoài sân. Rất là rộng mà. Làm cái mua về làm cái nhà vườn này làm vườn cây ăn trái rồi chăn nuôi thả gà cực kỳ đẹp luôn nha anh chị quá là đẹp luôn cỏ tốt nhưng mà cũng lại rất là lãng mạn rất là đẹp nha thế là trung đã đi hết toàn bộ cái hiện trạng của cái vườn này rồi nó tương đối là nó, nó hơi rộng một xíu cái này thì cỏ này thì còn dễ làm lắm cỏ làm đơn giản thôi nên là anh chị nào mua thì uh, tranh thủ. Chủ họ đang kẹt. Có thể thương lượng thêm cũng được. Giá 800 triệu nhé. 800 triệu một xào. Tầng này là 2, 2 tỷ 8. Còn có thể thương lượng thêm. Đó. Đất này rất tốt anh chị ạ. Đất đỏ ba gian cực kỳ đẹp luôn. Màu mỡ. Để không mà không có. Không có chăm thì chắc khoảng độ năm bữa nửa tháng là cỏ nó um tùm lên cái này về mình dọn sạch đi rồi trồng rau nuôi gà trồng rau sạch trồng các loại mỗi thứ một vài cây quá là đẹp luôn nha à. đây, Bên này người ta đang ha, cải tạo ta làm vườn làm ao lại này. rất là đẹp luôn này. xây kè chia mốc họ, cải tạo đó quá là đẹp luôn này đây có buồng chuối câu này Rồi, đó là toàn bộ uh, hiện trạng thực tế của mảnh vườn này. Bây giờ sẽ mời anh chị mình uh, tiếp tục xem một vài hình ảnh trên uh, flycam để biết uh, toàn bộ xung quanh nhé. Đây là hình ảnh trên uh, flycam gần nhất, đó chính là nhà thờ giáo xứ Minh Tín anh chị. Từ vị trí mảnh vườn mình đi ra nhà thờ này tầm khoảng một cây số thôi. Và đây cũng chính là nhà thờ trung tâm của xã Lộ 25 huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Anh chị nào theo uh, Công giáo thì đi nhà thờ này là gần nha. Và trước nhà thờ chính là đường DT769. Đường tỉnh này là nối giữa ngã tư Lộc An của huyện Long Thành đi qua cổng sân bay quốc tế Long Thành và điểm giờ cuối là ngã tư dầu dây nha anh chị. Nối giữa quốc lộ 20 và quốc lộ 1A. Từ vị trí này mà đi vào tới đất chỉ khoảng hơn một cây số thôi. Nếu mà anh chị đi chợ, đi mua sử dụng các nhu các nhu cầu tiện ích sống thì cũng ra đây nha khu vực này cũng là chợ và à, trường học ở gần đây luôn. Đối diện nhà thờ sẽ có một cái đường à, đường đá mi nha anh chị. Đó, cái đường đá mi này chạy thẳng xuống. Đi khoảng à, đường à, thực tế đi khoảng một cây số là tới vườn nha anh chị, đường đá mi thôi. Đường thì xe hơi đi thoải mái, đường rộng khoảng à, có đoạn thì 5m, có đoạn 4m nha anh chị. Đường người ta đã đổ đá mi rồi. Xung quanh thì tương đối là nhà dân thì cũng phía ngoài này thì đông hơn còn phía trong gần vườn của mình thì uh, dân thưa dần nha anh chị trong đấy chủ yếu là nhà uh, là vườn cây ăn trái thôi khu vực này đất đỏ ba gian nên là rất phù hợp để cho anh chị mua để uh, làm uh, trồng cây ăn trái trồng uh, làm nông nghiệp chẳng hạn sầu riêng trôm trôm măng cụt khu này trồng rất là nhiều nha phía này thì cũng có cây suối trên này thì mình có đi qua một cái nhà yến cái nhà cao cao đó chính là nhà người ta nuôi yến anh chị đây là có cái suối này, cái suối này thì cũng đi chảy dọc theo phía cuối của cái mảnh vườn của mình nha. Đây. Suối đang vẫn đang có nước chảy bình thường nha anh chị. Nhưng mà cái suối này thì mùa khô là không có nước đâu. Bây giờ đang mùa mưa nên là có nước chảy chứ thực tế hồi chung có đi quay ở đây rồi mùa khô là không có nước nha. Còn phía xa xa kia chính là đường cao tốc Thành Phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. Còn đây là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. À, tính đường chim bay thì vị trí vườn mình chỉ có cách cái đường cao tốc này chắc khoảng 200m thôi. Cuối suối, tới suối xong là tới một thửa đất nữa là tới đường cao tốc nha. Đây chúng sẽ quay lại để cho anh chị nhìn thấy hướng của thửa đất của mình, của mảnh vườn của mình. Đây chúng sẽ bay từ hướng cao tốc đi thẳng có một đường, đi thẳng về tới vị trí mảnh vườn của mình luôn nha anh chị. Đây kế ngay cái khu đất trống đỏ đỏ đó. Đây có cái ao này. Là tới vườn của mình nha. Hàng xóm mình là cũng chủ ở Sài Gòn, họ mới mua hơn một mẫu Kế mảnh vườn sầu riêng mình họ về họ làm công trình nhà vườn nghỉ dưỡng. Đây này. Chính là cái ao này, ao xong là tới phần trên người ta cải tạo cái vườn của mình ra bên phải giáp liền kề với cái khu người ta đang làm này nha anh chị. Đây, ngay chỗ mũi tên đó chính là mảnh vườn của mình nha mảnh vườn này chúng cũng nói là anh chị mua về sẽ phải cắt cỏ dọn dẹp sạch sẽ đi thì sẽ lên hình lên dạng rất là đẹp. phía bên trái là người ta xây nhà rồi là làm nhà nghỉ dưỡng, y e xèo luôn, rất là đẹp luôn anh chị. còn đây là thông tin quy hoạch của khu nhà vườn này anh chị. toàn bộ mảnh vườn mình thì nằm trong đất trồng cây lâu năm. phần đường thì chưa có hiển thị anh chị. nguyên cái khu vực rất là rộng này thì đường thì là đường đi lối mòn thôi. Đây cách đường hiện hữu chắc khoảng độ à, 100m anh chị. Cái đường màu vàng này chính là đường hiện hữu. Còn phần trước đất mình thì là đường à, nội bộ nha. Đường đi chung. Nói chung là cũng không có tranh chấp gì nha anh chị. Trên à, cái phần sổ của lô đất này cũng đã ghi phần hạn chế sử dụng là để hiến đường đấy anh chị. Đây là vòng toàn bộ cái cảnh à, khu vực xung quanh đây. Đây là hiện trạng của thửa đất cũng như là cái hình dáng nha. Phía sau thì có một à, khoảng độ 10 m là giáp với cái suối màu xanh phía sau nha anh chị mình. Toàn bộ là đất trồng cây lâu năm 3499 m. Còn khu vực này thì không có quy hoạch gì nha anh chị. Quy hoạch đất trồng cây lâu năm ổn định sử dụng lâu ổn định lâu dài nên là anh chị mình không có sợ là nhà nước quy hoạch công trình gì để thu hồi đất nhé. Rồi tới đây thì chúng xin được kết thúc video nhé. Cảm ơn anh chị đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh tiếp tục bấm like và đăng ký Kênh dùng chung nhá Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo